Người cao nhất thế giới hiện nay là ai? Thế giới của chúng ta luôn có những người đặc biệt khiến mọi người cảm thấy tò mò và một trong số đó chính là người có chiều cao khủng nhất thế giới là ai? Vậy thì câu trả lời đó là một anh chàng có tên Sutan Cosen với chiều cao 251 cm với cân nặng khoảng 137 kg theo kỷ lục Guinness vào năm 2018. Anh chàng này là người thổ Nhĩ Kỳ. Anh sinh năm 1982 và sở dĩ anh có chiều cao thuộc hàng khủng như vậy là bởi vì anh có khối u và khối u này đã trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến yên làm kích thích hàm lượng hormone tăng trưởng trong cơ thể của anh. Được biết gia đình của Su Tân Cô Sen đều là những người có chiều cao bình thường anh thậm chí đã phải can thiệp liệu pháp Gamma Nai để ngăn sự phát triển chiều cao của mình. Tuy nhiên các y bác sĩ cũng đã cảnh báo rằng việc can thiệp Gamma Nai cực kỳ nguy hiểm và có thể gây ra áp lực về vật chất lẫn tinh thần cho chính Su Tân Cô Sen. Cùng với chiều cao khủng của mình, Su Tân Cô Sen cũng là người nắm giữ luôn kỷ lục cả về chiều dài bàn tay và bàn chân với bàn tay dài tới 28,5cm còn hai bàn chân lần lượt là 36,5cm trái và 35,5cm phải anh từng cho biết mình đã trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ vì chiều cao khủng của mình khiến bạn bè trêu trọc. Kể cả sinh hoạt hàng ngày đối với một người cao ngoại cỡ như anh cũng là một việc không hề đơn giản. Tuy nhiên, gần đây thì Su Tân Cô Sen đã dần mở lòng hơn khi được Guinness sướng tên và được mọi người trên khắp thế giới động viên. Anh cũng đang có một cuộc sống hạnh phúc khi thường xuyên tham gia từ thiện ở nhiều nơi và truyền cảm hứng sống cho tất cả mọi người trên thế giới. Về tình trạng hôn nhân thì trước đây anh ấy đã từng kết hôn với một cô gái người Syria tên là Medibo vào năm 2013, được biết cô cao 175cm. Hai người họ kết hôn khi Su Tân Cô được 30 tuổi còn Med mới chỉ 21 tuổi. Đám cưới của họ có sự tham gia của rất đông người với khoảng 1.500 khách mời bao gồm các chức sắc như Tổng thống và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, các chính trị gia, doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác và cả người đại diện của Guinness. Tuy nhiên họ đã ly hôn sau đó vài năm vì cô ấy nói tiếng Ả Rập còn Su Tân Cô thì chỉ có thể nói tiếng thổ nhĩ kỳ khiến họ bất đồng về ngôn ngữ. Sau đó vào tháng 12 năm 2021 thì Su Tân Cô Sen đã tới Nga để tìm một người vợ mới sẵn sàng sinh con cho mình sau khi ly hôn người vợ ở Syria. Anh ấy nói thêm, một người phụ nữ Nga đang yêu sẽ yêu người đàn ông của mình mãi mãi. Tuy nhiên cho tới hiện nay thì anh vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn giờ bạn đã biết người cao nhất thế giới là ai rồi đúng không nếu như bạn thấy video này hay thì hãy cho chúng tôi một like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin liên quan tới các người nổi tiếng khác nhé cảm ơn bạn đã xem hết video